Mỹ dùng hơn 44 vạn quân, hơn 2.000 cái máy bay và 2.300 cái xe tăng, 230 cái tàu chiến. Và lần này thì nó quyết tâm là dùng cái lực lượng, dùng cái chiến thuật tìm diệt chủ lực của ta và chụp bắt cơ quan lãnh đạo của ta, và cái thứ ba là phá tất cả những kho tàng chiến lược của ta. Lực lượng máy bay nó đổ bộ, nó nhảy cóc, đặc biệt là những cái máy bay trực thăng, trực thăng vũ trang, rồi các cái loại máy bay vận tải khác đưa bộ binh Mỹ ngụy đến ở cái khu vực này, khu vực kia rất nhanh. Bên phòng ngự của chúng ta thì lại chủ động mấy cái. Thứ nhất là chủ động về thế phòng ngự, xây dựng thế trận phòng ngự. Chỗ này hầm, chỗ này hố, chỗ này lô cốt, khi mà nó đánh đây thì đánh đâu, vòng lần sau thì vòng như thế nào. Tức là mình đã có một cái chế thuật liên hoàn trước rồi. Theo lý thuyết, về nguyên tắc trong tác chiến phòng ngự, thì bên phòng ngự phải có quân số tương đương 1/3 bên tấn công, kết hợp với chiến thuật vận động chiến hợp lý mới có thể đánh lui hoặc cầm chân địch. Tuy nhiên, trong kháng chiến chống Mỹ đã từng có trận chiến đấu nổi tiếng giữa một tiểu đội vận tải làm nhiệm vụ bảo đảm phục vụ chiến đấu, chứ không phải đơn vị trực tiếp chiến đấu. Chỉ với 10 chiến sĩ được trang bị vũ khí bộ binh, phải đối đầu với 200 lính biệt kích thủy quân lục chiến tinh nhuệ của quân xâm lược Mỹ để bảo vệ kho đạn chiến lược. Đụng độ với lực lượng địch đông gấp 20 lần như vậy, liệu tiểu đội vận tải thuộc tiểu đoàn 1 trung đoàn 84 có hoàn thành nhiệm vụ? Rừng Trường Sơn, mùa khô năm 1967. Quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn áp dụng chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến thuật tìm và diệt. Chúng huy động các lực lượng biệt kích thủy quân lục chiến tinh nhuệ thiện chiến nhất, xâm nhập các khu căn cứ dọc tuyến đường Trường Sơn để tiêu diệt lãnh đạo chỉ huy các đơn vị chủ lực, cắt đứt tuyến huyết mạch chi viện cho miền Nam ruột thịt. Trong khi đó, tiểu đội vận tải thuộc biên chế của tiểu đoàn 1, trung đoàn pháo binh 84 đang nhận nhiệm vụ vận chuyển, xây dựng kho bãi và bảo vệ hơn 3.000 quả đạn pháo tên lửa mặt đất H-6, H-12, DKB để chuẩn bị đánh vào căn cứ của Mỹ trên điểm cao 241, Quán Ngang và Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ ở thị xã Đông Hà. Vừa là lực lượng đổ bộ của trực thăng, vừa là cái lực lượng hành quân bộ, nó chia làm rất nhiều mũi hướng và đánh vào cái cụm kho hậu cần, trong đó đặc biệt là đạn DKB, cái loại đạn mà Liên Xô mới trang bị cho chúng ta và chúng ta gấp gáp đưa vào trong chiến trường. Nếu như chúng ta không giữ được cái cụm kho ấy, trong đó có một số đạn DKB, cái loại đạn có một vị trí, có cái tầm quan trọng như vậy trong cái trong đánh địch, chúng ta mất kho đạn, mất cái lượng đạn DKB ấy, nó sẽ là một cái tổn thất rất lớn. Tiểu đội Bùi Ngọc Đầu hơn chục anh em với những tay súng là cái khoa ca là bên 10 là trung liên, ngoài ra thì không có một cái sự hỗ trợ chế áp nào của pháo binh ta. Khoảng 7 giờ ngày 28 tháng 2 năm 1967, 200 lính Mỹ với vũ khí hiện đại bất ngờ đổ bộ lên khu vực đồi không tên, nơi tiểu đội vận tải gồm có Lương Văn Tầm, Nguyễn Hồng Kinh, Đặng Văn Hạng, Nguyễn Văn Tía, Nguyễn Nhân Nhê, Nguyễn Văn Niên, Lê Văn Chính và Nguyễn Văn Nhân, do trung sĩ Bùi Ngọc Đủ làm tiểu đội trưởng đang đóng giữ tại đó. Rơi vào thế bị động, lại phải đối đầu với kẻ địch hung hăng, chênh lệch lực lượng đến 20 lần. Nhưng điều đó không làm các chiến sĩ quân giải phóng hoảng loạn. Tiểu đội trưởng Bùi Ngọc Đủ nhanh trí triển khai đội hình đánh trả lại quân địch, bố trí lực lượng phù hợp. Các chiến sĩ tận dụng những ụ đất đá để ẩn nấp, chờ khi địch đến gần mới nổ súng. Thương vong, thất vọng, cày cú, địch lùi xuống chân đồi rồi gọi máy bay ném bom và pháo binh từ Cồn Tiêu, Dốc Miếu, Quán Ngang bắn dồn dập, hòng săn bằng trận địa ta. Càng về trưa, nắng càng gay gắt và trận đánh cũng càng thêm dữ dội. Trong cuộc chiến không cần sức đầy ác liệt ấy, Nguyễn Nhân Nhê rồi Nguyễn Văn Niên đã hy sinh. Lê Văn Chính bị thương nặng. Dù lực lượng của tiểu đội bị tiêu hao, trang bị vũ khí rất hạn chế, trong khi các chiến sĩ không một phút được nghỉ ngơi. Đói và khát, nhưng lòng yêu nước, ý chí chiến đấu luôn bùng cháy mạnh mẽ đã khiến quân thủ phải khiếp sợ. Trang bị lúc bây giờ là có 6 AK và 4 là CKC. Mà lúc bây giờ là cao quân hàm cao nhất của tôi, còn trong tiểu đội chúng tôi là trung sĩ là tôi.
bốn máy bay là phản lực là ném bom liên tục như thế. Và như vậy hai cái trực thăng là bắn rocket, lúc thì bắn về đội hình của nó, lúc thì bắn sau đội hình mình. Nhưng mà mình nhận được cái là lúc bây giờ cái chủ trương chung của tổ chức đảng đồng chí Hạng người Hà Tĩnh với lại bọn tôi á, tôi thủ trưởng là cái chủ trương là phải đánh thiệt gần, làm nào tức là để địch lại đúng 5 mét hoặc là 6 mét thì bắt đầu nổ súng, hình thành 3 tổ 3 người để hình thành một cái tiểu đội hơn chục anh em ấy. Một tổ trưởng chỉ huy 2 tổ viên và phụ trách trên một cái hướng chiến đấu, quần nhau với quân Mỹ suốt một ngày, nó chênh lệch hàng chục và hơn chục lần của mình. Và cái sự chỉ huy của tiểu đội trưởng đến các tổ trưởng tổ 3 người ấy, nó là một cái sự chỉ huy nhịp nhàng và nó ăn khớp, nó chia lửa cho nhau. Suốt cả ngày 28 tháng 2 năm 1967, địch đã phát động 15 đợt tấn công nhưng đều bị đánh tan hoàn toàn. Đến chiều tối, kẻ thù đã phải tháo chạy. Hơn 200 tên địch bị tiêu diệt và mất sức chiến đấu. Tiểu đội 10 người của Bùi Ngọc Đủ cũng bị tổn thất nặng nề, chỉ còn 3 chiến sĩ, trong đó có 2 chiến sĩ bị thương. Suốt cả ngày nhịn ăn, nhịn uống, cùng nhau chiến đấu, đến khi thấy đồng đội mình ngã xuống thì lòng căm thù giặc cướp nước trong trái tim mỗi người lính càng sôi sục. Lúc đó, nỗi sợ hãi dường như tan biến, ý chí chiến đấu càng cao, càng quyết tâm tiêu diệt giặc cướp nước, dù có hy sinh cho Tổ quốc thì đó là niềm vinh dự của mỗi người lính Cụ Hồ. Ý chí ấy, nghị lực ấy có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ. Dù tổn thất, hy sinh, các anh đã lập nên kỳ tích 1-20. Thế thì chiến công này nó ý nghĩa ở chỗ nào? Thì nó ý nghĩa ở 3 điểm. Cái điểm thứ nhất, tức là lực lượng chủ lực tinh nhuệ của Mỹ đông hơn lực lượng của chúng ta rất nhiều lần, tức là 1-20. Một đằng là có 10, một đằng là 200. Một tiểu đoàn Mỹ lúc đó họ có 200 người. Thế là cái thứ nhất là về số lượng là họ có 200 mà đánh với 10, tức là 1-20 mà họ thua. Cái thứ hai là chủ lực của Mỹ đánh với những cái lính, mà lính của chúng ta đây là lính giữ kho thôi. Nhưng mà với cái tài giỏi của cái người chỉ huy của tiểu đội này, lợi dụng thời cơ, địa hình, địa vật, dũng cảm, anh hùng thì cũng đều bị sắt thép, nó có thể đè gục. Nhưng mà cái văn hóa nó thấm đẫm vào trong cái mỗi người lính Việt Nam ấy, thì cái đấy không một kẻ thù nào nó có thể bẻ người lính chiến đấu đến hơi thở cuối cùng luôn. Và chúng ta đã giành chiến thắng, và cái 1-20 ấy nó đã lan tỏa, nó ảnh hưởng ra không phải ở Quảng Trị mà ra khắp miền Nam bởi cái hành động anh hùng của những cái người lính chống chọi với một cái sức mạnh của Mỹ nó ghê gớm như thế, và cuối cùng chúng ta được chiến thắng. Trở lại chiến trường Cam Lộ, Quảng Trị ngày xưa, trở lại dòng suối La La, tiểu đội trưởng Bùi Ngọc Đủ như sống lại thời khắc oanh liệt hào hùng của tiểu đội do chính ông chỉ huy trên ngọn đồi không tên. Đã hơn 40 năm, ký ức về trận đánh của tiểu đội trong một ngày đã diệt hơn 200 tên lính thủy đánh bộ Mỹ, bẻ gãy cả 15 đợt tấn công của kẻ thù vẫn không hề phai nhạt. Đồng đội của Bùi Ngọc Đủ cũng phải đổ máu tại nơi đây. Có lẽ vì thế, ông đã không quản ngại đường xa, tuổi cao để về với ngọn đồi không tên năm ấy, về với dòng suối La La năm ấy. Và ông cũng cất công tìm lại nhạc sĩ Huy Thục, người đồng đội đã gặp ông sau trận đánh trên đồi không tên, để sáng tác ra ca khúc Ơi dòng suối La La cách đây gần nửa thế kỷ. Có đơn vị người ta học tập gương chiến đấu của tiểu đội Bùi Ngọc Đủ là 1-20, Bùi Ngọc Đủ ngọn cờ đầu lúc đó, chúng tôi sẽ đánh thắng 1-50, và có đơn vị chúng tôi sẽ đánh 1-100. Suối La La, ta có tiếng ca vang thiên. Ơi dòng suối La La,
Có dịp quây quần bên các cán bộ chiến sĩ trẻ hôm nay, chắc hẳn nỗi xúc động trong trái tim của anh hùng Bùi Ngọc Đủ, một thành viên của tiểu đội anh hùng đang cuộn trào mãnh liệt. Trong câu chuyện ông kể cho bộ đội, không chỉ có kinh nghiệm chiến đấu mà còn có cả kinh nghiệm sống với đồng đội và với nhân dân. Những người luôn chở che giúp đỡ người lính Cụ Hồ. Hơn tất cả, ông truyền cho lớp thế hệ cháu con ngọn lửa nhiệt huyết, ngọn lửa của tinh thần cống hiến và khí phách Việt Nam. Chiến tranh lùi xa, nhưng bài học giữ nước thì không bao giờ được phép lơi là. Hôm qua cái buổi kể chuyện của bác Đủ thì chúng tôi là những người thế hệ sau rất là khâm phục cái lòng chiến đấu dũng cảm của các cái thế hệ đi trước đã xây dựng lên cho cái thế hệ sau này một cái bài học truyền thống để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam xứng đáng với cái lời dạy của bác là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Trong số các chiến sĩ của tiểu đội năm ấy, giờ chỉ còn anh hùng Bùi Ngọc Đủ là vẫn còn đủ sức khỏe để tiếp tục lao động, cống hiến trên những mặt trận mới. Vợ chồng con cái ông khai hoang, lập vườn sâu bên trong sườn núi thuộc huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai để trồng trọt chăn nuôi. Hơn 75 tuổi, ông vẫn chăm sóc cà phê, hồ tiêu, trồng lúa cùng với lương hưu để chăm lo cho ba người con đang học đại học. Nhiều năm liền, ông Đủ được biểu dương là một trong những người sản xuất giỏi, cựu chiến binh gương mẫu. Với ông Đủ, điều đáng tự hào là cuộc đời ông đã được tổng kết bằng một câu chuyện đẹp đẽ và có hậu. Trong câu chuyện ấy, có những điểm nhấn đầy tự hào về một thời đạn bom khói lửa. Tiểu đội ông đã lập nên kỷ lục 1 tháng 20 đã đi vào huyền thoại và là một trận thắng vang dội của quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử kháng chiến chống quân xâm lược.